Hôm nay cô rất vui vì được đồng hành cùng các em trong tiết tin học lớp 3. Bài 7, làm quen với Internet, tiết 1, 2. Để tiết học có hiệu quả, các em cần lưu ý những điểm sau đây. Thứ nhất, chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập như sách giáo khoa, vở ghi, bút mực, máy tính. Thứ hai, ngồi học đúng tư thế. Thứ ba, chú ý lắng nghe. Thứ tư, giữ khoảng cách từ mắt đến màn hình máy tính. Các em ạ, các em có biết trong cuộc sống hàng ngày chúng ta sử dụng máy tính để làm gì không? À, đúng rồi đấy, chúng ta sử dụng máy tính để tìm kiếm thông tin, gửi thư, liên lạc với bạn bè hay để học trực tuyến. Vậy cô đố các em, để làm được những công việc đó, máy tính chúng ta cần làm gì? Đúng rồi, để làm được những công việc đó, máy tính chúng ta cần kết nối với Internet. Thế các em có biết Internet là gì? Muốn biết Internet là gì, cô và trò chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Các em hãy quan sát trên màn hình, cô có các câu hỏi sau. Câu 1. Nhiều máy tính kết nối với nhau gọi là gì? Câu 2. Mạng máy tính lớn nhất, đó là mạng gì? Câu 3. Internet giúp em làm được những gì? Để trả lời được những câu hỏi trên, các em hãy đọc mục 1 Internet trong sách giáo khoa trang 31. Vậy, bạn nào đã có câu trả lời cho câu hỏi số 1? Đúng rồi, rất nhiều máy tính trên thế giới kết nối với nhau tạo thành các mạng máy tính. Câu trả lời số 2 của các em là gì? À, đúng rồi đấy, mạng máy tính lớn nhất trong số đó được gọi là Internet. Thế các em đã có câu trả lời cho câu hỏi số 3 chưa? Rất chính xác, Internet giúp các em có thể đọc báo, xem phim, tìm kiếm thông tin, gửi thư, liên lạc với bạn bè. Các em ạ, rất nhiều máy tính trên thế giới kết nối với nhau tạo thành các mạng máy tính. Mạng máy tính lớn nhất trong số đó được gọi là Internet. Dùng máy tính kết nối Internet, các em có thể đọc báo, tìm kiếm thông tin, gửi thư, liên lạc với bạn bè, học tập, giải trí. Làm thế nào để truy cập được Internet? Cô và các em cùng tìm hiểu phần truy cập Internet nhé. Muốn truy cập được Internet, trước tiên chúng ta dùng trình duyệt web. Các em quan sát trong 4 biểu tượng cô đã đánh dấu, đó chính là biểu tượng của trình duyệt khi truy cập Internet. Trong đó, biểu tượng đầu tiên là trình duyệt cốc cốc. Biểu tượng thứ hai là trình duyệt Firefox. Biểu tượng thứ ba là trình duyệt Google Chrome. Biểu tượng thứ tư là trình duyệt Internet Explorer. Hiện nay, trình duyệt cốc cốc và trình duyệt Google Chrome là hai trình duyệt thông dụng và phổ biến nhất đấy các em ạ. Dùng máy tính kết nối Internet để học tập, giải trí, tìm kiếm và trao đổi thông tin với bạn bè được gọi là gì? Đó được gọi là truy cập Internet. Để truy cập được Internet, máy tính phải được kết nối Internet và có một trong các trình duyệt như Internet Explorer, Google Chrome, Cốc Cốc. Vừa rồi, cô đã giới thiệu cho các em các trình duyệt web. Vậy muốn mở một trang web và ta làm như thế nào? Cô mời các em vào phần khởi động trình duyệt. Có hai cách để khởi động trình duyệt. Cách thứ nhất, chúng ta nhấy đúp chuột vào biểu tượng trình duyệt web. Cách thứ hai, nhấn chuột phải vào biểu tượng của trình duyệt rồi nhấn Open. Sau khi trình duyệt được mở ra, các em quan sát hình sau. Trên trang web này được khởi động bằng trình duyệt Google Chrome. Màn hình Google Chrome gọi là cửa sổ trang web. Địa chỉ trang web là google.com.vn. Chức năng của các nút lệnh điều khiển cửa sổ trang web giống chức năng các nút lệnh điều khiển cửa sổ thư mục. Chức năng ẩn cửa sổ trang web. Chức năng phóng to, thu nhỏ. Chức năng đóng cửa sổ trình duyệt web lại khi các em không sử dụng đến. Em vừa khởi động trình duyệt Internet Google Chrome. Màn hình Google Chrome có dạng như hình bên gọi là cửa sổ trang web.
Chức năng của các nút lệnh điều khiển cửa sổ trang web giống chức năng các nút lệnh điều khiển cửa sổ thư mục. Chúng ta truy cập trang web với 3 bước sau. Bước 1. Khởi động trình duyệt. Bước 2. Nháy chuột vào vùng có địa chỉ trang web, nhấn phím Delete trên bàn phím. Bước 3. Gõ địa chỉ trang web violympic.vn vào ô địa chỉ rồi nhấn phím Enter. Sau khi truy cập Internet xong, các em không muốn sử dụng nữa, các em sẽ nhấn nút trái chuột vào nút lệnh X màu đỏ để đóng cửa sổ trình duyệt. Các em hãy quan sát hình sau. Có phải các em đang thắc mắc các nút lệnh này để làm gì? Chức năng của các nút lệnh này là gì? Cô cùng các em tìm hiểu một số nút lệnh trên thanh địa chỉ trang web. Nút lệnh đầu tiên là nút lệnh tải lại trang. Nút lệnh thứ hai, nhấp vào để tiến trang. Nút lệnh thứ ba, quay lại trang vừa xem. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em làm quen với Internet. Sau đây, cô có một trò chơi mang tên Câu Cá Đại Dương. Mỗi một con cá mang trên mình một đáp án. Nhiệm vụ của các em là tìm ra con cá có đáp án đúng nhất. Nào, chúng ta hãy cùng nhau tham gia trò chơi nhé. Câu 1. Trong các biểu tượng dưới đây, đâu là biểu tượng trình duyệt web? Cô chúc mừng các bạn đã có đáp án là B, Google Chrome. Câu 2. Internet giúp em những gì? Các bạn đã hoàn thành xong chưa? Chúng ta cùng đối chiếu với đáp án của cô nhé. Chắc hẳn các bạn đã có đáp án rồi đúng không? Cô xin chúc mừng những bạn có đáp án D, cả 3 đáp án trên. Câu 3. Để truy cập Internet, em chọn lệnh nào? Tuyệt vời, cô khen những bạn có đáp án D, nháy đúc chuột vào biểu tượng. Câu hỏi cuối cùng. Để đóng trình duyệt, em nhấn chuột vào nút lệnh nào? À, những bạn đưa ra đáp án D đều rất chính xác. Thật tuyệt vời, chúc mừng các em đã hoàn thành trò chơi Câu Cá Đại Dương. Trò chơi Câu Cá Đại Dương đã kết thúc bài học hôm nay của chúng ta. Bài học hôm nay các em cần ghi nhớ, Internet giúp các em học tập, giải trí, liên lạc với bạn bè. Để truy cập một trang web khi biết địa chỉ, ta cần thực hiện các bước sau. Bước 1. Khởi động trình duyệt. Bước 2. Gõ địa chỉ trang web vào ô địa chỉ rồi nhấn phím Enter. Để xem một mục trong nội dung trang web, em nháy chuột tại mục đó. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em xem lại nội dung của bài học ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em.